Xin kính chào quý anh chị và các bạn Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ Trước mắt anh em là dòng Mazda CX-5 nhé Thì tại cái thời điểm cuối tháng 9 này Em sẽ cập nhật lại các chương trình ưu đãi khuyến mại của cái dòng xe Mazda CX-5 này Để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình Để lựa chọn các để lựa chọn dòng xe Mazda CX-5 Hay là các xe cùng phân khúc có trên thị trường Như là xe Toyota Cross này Hay là con Hyundai Tucson này đó thì à, uh, tại cái thời điểm tháng cuối tháng 9 này thì các chương trình ưu đãi khuyến mại của dòng Mazda CX-5 này nó như thế nào thì em xin phép được uh, đi vào chia sẻ chi tiết cụ thể cho anh em thì dòng Mazda CX-5 này sẽ là có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn đó là phiên bản 2.0 Premium này 2.0 Luxury và 2.0 Deluxe thì trong video hôm nay thì em sẽ cập nhật uh, lăn bánh cho anh em ở Hà Nội nhá ở thành phố Hồ Chí Minh uh, và ở các tỉnh để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em Thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh Cũng như là bật nút chuông thông báo Để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em Anh em nhé Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái bản 2.0 Dinox Cái bản này thì thì nó đang có giá là 839 triệu Sau khi trừ các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt Tại thời điểm cuối tháng 9 này Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 923 triệu trả góp thì đang là 241 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 906 triệu, trả góp thì đang là 225 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh thì hiện tại đang vào khoảng 888 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em nhé, là bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và cái chi phí này thì anh em tự đi đăng ký còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói ấy, thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ ạ. Còn cái khoản vay em đang hỗ trợ cho anh em cái khoản vay tối đa lên tới 85% giá trị xe trong vòng 85 anh em nhé. Đó. Anh em nào mà mua qua trả góp thì cộng thêm cho em cái tiền bảo hiểm sân vỏ vì nó là bắt buộc anh em nhé. Dạ vâng ạ. À, cái bản 2.0 đi lắc này thì bên em hiện tại là còn một xe giao ngay màu trắng. Đấy, tại cái thời điểm em đang chia sẻ với anh em thì bên em hiện tại còn một xe màu trắng giao ngay cho anh em Anh em nào mà cân đối lấy sớm và lấy ngay Thì anh em có thể có điện cho em Hoặc là nhắn tin cho em để em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá Nó cụ thể hơn Anh em nhé. Dạ vâng ạ Em xin phép được chia sẻ với anh em cái bản thứ hai Đó là cái bản 2.0 Luxury Cái bản 2.0 Luxury này thì hiện tại cái giá của nó đang là 879 triệu Cái bản này anh em đặt cái thời điểm này sẽ là giao xe vào khoảng tháng 15 tháng tháng 10 anh em nhá. Thì sau khi trừ các chương trình khuyến mại về tiền mặt này và quà tặng theo xe nó bao gồm rắn phim cách nhiệt của Mỹ Bảo hành 55 năm, một bộ thảm trải sàn và cái túi cứu hộ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 963 triệu. Trả góp thì đang là 247 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 946 triệu, trả góp thì đang là 231 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh thì hiện tại đang một khoảng 928 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Đó. Anh em lưu ý, anh em lấy cái bản 2.0 Luxury này thì bên em hôm nay là còn một xe thôi. Anh em có thể giao ngay cho anh em. Còn các phiên bản khác là sẽ giao xe vào 15 tháng 10 anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba là cái bản 2.0 Premium. Cái bản 2.0 Premium này bên em hiện tại đang còn một xe màu trắng và một xe màu xanh. Có thể giao ngay trong tháng này cho anh em, anh em nhé. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 003 triệu. Trả góp thì đang là 253 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang vào khoảng 986 triệu Trả góp thì đang là 237 triệu con ăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 968 triệu Trả góp thì đang là 219 triệu Những cái khoản mà em tính vào cho anh em nó bao gồm các chi phí cứng Anh em tự đi đăng ký Nó bao gồm tiền thuế trước bạ này Tiền biển số đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự À, cái khoản mà mua qua trả góp nhé Thì anh em vui lòng thêm cho em cái tiền bảo hiểm thân vỏ Và anh em mua qua trả góp tại cái thời điểm này Thì hiện tại ngân hàng đang thiếu zoom ấy nên là quý anh chị khách hàng nào đang có, nào? có nhu cầu mua qua trả góp thì bắt buộc phải mua cái bảo hiểm nhân thọ hoặc là cái bảo hiểm khoản vay để ngân hàng hỗ trợ cái giải ngân anh em nhé. Ok vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em ba cái phiên bản của cái dòng xe Mazda CX-5 tại cơ thể Thời điểm cuối tháng 9 này Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là em trực tiếp đứng bán Và hỗ trợ cho anh em một cách tốt nhất Cho anh em tại khu vực Hà Nội nhá Còn anh em các tỉnh có thể tham khảo kênh của em Để áp dụng vào từng cái địa phương mà anh em sinh sống Anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ Cảm ơn anh em đã xem video của em Xin chào và hẹn gặp lại anh em